gọt rụng trên, muốn chơi lại thể thao, sợ bị thoái hóa khớp gối sớm, vậy có cách nào hạn chế không ạ? Đấy, rụng trên khớp gối khi mà đã gọt đi thì cái khớp gối nó sẽ bị hẹp cái khe lại như này này, nó lại nó mất dần cái rụng trên đi thì khe khớp nó càng hẹp, đến khi mà nó mòn hoàn toàn ấy thì hai cái đầu xương này nó cạo vào nhau nó sẽ rất là đau đấy. Nhiều khi đi lại nó cũng đã đau rồi chứ chưa nói vấn đề là tập luyện chơi thể thao. Muốn chơi lại thể thao mà khi đã bị chấn thương rụng trên, điều đầu tiên đấy tập luyện cho tất cả những nhóm gân cơ vùng đùi, vùng cẳng chân các thứ cho nó thật khỏe lên để cho nó hỗ trợ cho cái khớp gối đó. Cái thứ hai nữa là phải kiểm soát về mặt cân nặng, đừng để cho nó cân nó nặng quá. Cân nặng quá thì nó lại chèn ép vào cái xuống sụn khớp ấy, khi mà nó có thể là dẫn đến nó không chịu được thì nó sẽ đau viêm rất là nhiều đấy, rất là nguy hiểm. Cái thứ ba nữa là bạn chăm sóc nó thường xuyên đó bằng cái cách gì. Thứ nhất là bạn có thể uống thuốc bổ sụn khớp từ glucosamine phối hợp với collagen type 2 này đó, có thể là như vậy. Và đặc biệt là bạn được tiêm huyết tương dầu thủ cầu định kỳ cho nó. Cái huyết tương dầu thủ cầu á, huyết tương dầu thủ cầu thì nó không phải là thuốc, nó là cái máu của mình, nó tiêm vào lấy ra phần cần thiết cho rồi tiêm vào cho nó.